rộn ràng, hồ vàng phát lộc. Cơ hội quay số trúng thưởng với 90 xe Yamaha, 90 chỉ vàng SJC và 1.000 thẻ cào điện thoại. Lì xì 2 triệu đồng khi mua Grande và Genus, 7 triệu đồng khi mua Frigo S và 5 triệu đồng khi mua Frigo. Faker bị tấn công với hàng loạt CC đến từ LeBlanc, nhưng phía sau có Sọp. Sọp cộng với Pai đã di chuyển ra để cover. LeBlanc không còn gì để chạy cả, bị làm chậm đến từ phản kích. Sọp phóng phi tiêu trúng cả bóng lẫn người. Đứng trên, Guma đi bộ lên cover cho vị trí của Caria và hất tung đến từ vị trí của Javan cùng ánh sáng. Đau đạn tốc biến tại chỗ và lên bảng rồi. Hồi máu đến từ Guma Yushi giúp Caria có thể sống sót trong tình huống này. Hello, chào mừng anh đã quay trở lại với channel Văn Tùng nha. Và sau đây sẽ là game đấu tại Rank Hàn mà các bạn yêu cầu mình recap lại. Chắc là nhiều bạn cũng đã xem nó trên livestream của Tiêu An tối ngày hôm qua. Một game đấu cực kỳ sôi động với sự xuất hiện đến từ Faker, Sọp, Guma Yushi, Caria và cả Doran cũng như là Dep nữa. Và để xem game đấu sẽ ra như thế nào anh em nha. Let's go. Ok, Sọp đi rừng, Caria đi top, Faker đi mid, Guma Yushi đi ở khu đứng dưới. Ba Tiêu An một mình Sọp và thêm cả đó là Doran cùng với Dep nữa. Thì muốn di chuyển sớm đến từ bên phía của team Faker và đó là cú móc chuẩn xác. Fuzu Carry đi lạc rồi, chiến công đầu dành cho Irelia của Caria. Đó là một tình huống đi lạc đến từ vị trí của Nautilus ở ngay cấp độ 1 và ngay lập tức phải trả một cái giá đắt. Mất một cái chiến công đầu như thế này thì đừng chê, tôi nghĩ là Doran khổ rồi. Đây là một kèo đấu Victor là cùng với Irelia đứng trên mà Irelia lại còn có chiến công đầu nữa, kiếm dài và thêm bình máu hay chăng đây. 420 tiền. Caria vẫn đang đứng ở nhà, tôi nghĩ rằng sẽ không chờ được đến một cái mắt kiểm soát đâu. Bắt buộc phải đi ra với một kiếm dài bình máu thôi. Vẫn là một lợi thế quá lớn cho Caria tại kèo đấu khu vực đứng trên với Doran. Trong khi đó thì Vex của Faker vẫn đang là một vị tướng Faker dùng leo rank cực kỳ hiệu quả. Như tôi đã làm video clip trước thì Vex của Faker có tới gần 90% win rate. Sọp thì đánh Z. Và để xem vòng rừng của Sọp sẽ như thế nào anh em nhé. Ăn từ dưới lên với sự giúp đỡ đến từ Guma Yushi và Pai của Jinni. Thực ra Jinni là một thanh niên đánh Pai rất là nhiều. Tôi không biết là trước đây thì có đánh cho team trên kèm nào hay không, nhưng mà đánh rank đa phần tới đánh Pai thôi anh em ạ. Faker cấp độ 1, E. Ui, trao đổi chiêu thức cái kiểu gì đây? Trao đổi chiêu thức cấp độ 1 mà dính E, dính nội tại, dính sốc điện, lấy gì ra mà lời đây LeBlanc à? Bấm bình đánh tay cũng chưa biết ai đánh tay đau hơn đâu à? Có nội tại đến từ Faker. LeBlanc đang cố gắng đẩy đường để lên 2 trước gây áp lực. Trong khi đó đường dưới cũng có đánh nhau, đường trên cũng có đánh nhau. Caria cấp độ 1 nâng Q và đã Q thẳng vào Doran khiến Doran mất tới nửa cây máu ạ. Đường dưới đang có một tiếng va chạm nhẹ giữa Dep cùng với đó là Guma Yushi. Dep mất hồi máu rồi. Có lẽ đã dính một cú móc đến từ Pai của Jinni. Hầu như tất cả các đường đều PK cực kỳ gắt. Faker cấp độ 2 nâng cho mình đó là EQ. Và LeBlanc đã mất cho mình đó là 3 bình rồi. Đi đường cực kỳ hung hãn. Sọp ăn xong 3 bãi dưới cực kỳ nhanh, trong khi đó thì Javan bây giờ mới bắt đầu lò dò. Ăn xong đến bãi thứ 3 và đường trên đã có solo kill dành cho vị trí của Caria. Không ngoài dự đoán của chúng ta khi kẻ đấu này Doran gặp quá nhiều những vấn đề. 4 stack vào trụ và Doran vẫn đang tiết kiệm cho mình đó là những cái bình thuốc biến dị ạ. Bây giờ mới bấm ạ, dính làm choáng dưới trụ. 4 stack solo kill sau đó tốc biến ngược trở ra. Ủa. Đứng giữa Faker cũng vừa lấy nội tại của LeBlanc xong. Cú đẩy quy đến từ Faker nhưng nó không trúng ạ. Đang cố gắng lấy lại nội tại và lấy cấp độ 3 bằng một tiếng E và lính. Bây giờ có W. Có thể trao đổi với LeBlanc ở cấp độ 3 được nhưng phải chờ nội tại anh em nhé. Nội tại sắp hồi, đó sẽ là một tiếng ganh đến từ vị trí của Javan số khu đứng dưới. Pai mất máu nhiều quá nhưng đó là một mạng dành cho Guma Yushi. Một đổi một với tiếng ganh sớm đến từ Javan. Javan ăn từ trên xuống và thực hiện một tiếng ganh ở ngay cấp độ 3. Với một tiền đề là cú móc đến từ Nautilus trúng. Và EQ flat nhưng mà EQ flat lại không có đam anh em à. Một đổi một khu vực đường dưới và Javan nằm xuống như thế này thì sẽ là khoảng trống cho Sọp. Nautilus móc trúng Guma Yushi. Sát thương đến từ Dep là đủ. Sát thương đến từ Dep là đủ, Guma hết spell rồi. Đánh nhau nhiều quá, tôi không biết phải lia cam đi đâu cả. Nautilus quyết định đổi mạng, tốc biến móc luôn ạ. Sát thương đến từ Dep là đủ với thiếu kích hoạt nội tại, nhưng Nautilus cũng không thể nào sống sót nổi cho thiếu băng trụ vừa rồi, lời một người lính khá to. Guma Yushi nằm xuống và mất nguồn lính, quấy lính có cả xe nữa. Đứng giữa cũng là một đường cực kỳ căng, Faker và LeBlanc mỗi người còn một bánh. Faker là người đẩy trước với tình huống EQ vừa rồi. À, E đánh tay vừa rồi và sẽ là về nhà regen cũng như là TP trở lại thôi. Mid tranh farm không nhiều lắm. Kèo mid là kèo cân nhưng đứng trên có vẻ không cân lắm. Caria tiết kiệm dịch chuyển để đi bộ trở lại khu đứng trên. Và đợt lính này thì Doran cần người cover nha. Trong khi đó Sọp vừa ghé nhẹ ở khu vực đứng giữa. Javan cùng với Nautilus đã phát hiện ra Sọp. Một tiếng di chuyển thấy rồi. Sọp
có một tình huống bị tấn công, tốc biến của Sọp vẫn còn, sát thương là khá nhiều tốc biến. Javan không có đủ sát thương. Faker đẩy một cú phi và sát thương trả lại đến từ Sọp cộng với Faker là rất nhiều trong tình huống này. LeBlanc biến ảnh vào và đó là một tiếng tốc biến từ Faker để giữ máu. Javan combo trúng Sọp, sát thương đến từ Javan liệu có đủ hay không, nên nó đã đủ rồi. Faker hoảng sợ được Nautilus nhưng sát thương đến từ Javan trước đó đã dứt điểm được Sọp. Javan không có tốc biến nữa, bị đánh tay lên bảng bùa xanh cho Faker. Pai bước lên để thực hiện một cú móc, Nautilus che cú móc, sau đó thì móc ngược về trụ và rút lui được. Một tiếng xử lý kỹ năng rất tốt đến từ Nautilus. Và chung kỳ lại là đường giữa đổi đường đường rừng đổi đường rừng tại khu vực đường giữa. Đường trên thì đau đoán liên tục bị gây sức ép bởi một con Irelia 4 stack đến từ vị trí của Caria. Năng lượng còn lại không nhiều, đâm quy vào lính, đánh tay với 4 stack. Pai có một tiếng tự sát ở khu vực đường giữa. Pai có một tình huống cố gắng giữ chân đối phương lại và sau đó thì lên bảng. Đó chỉ là một tình huống gọi là kéo lính. À ok ok, một ý đồ rất tốt đến từ vị trí của Pai trong việc về nhà nhanh hơn cũng như là tạo ra một cái tình huống lính tràn vào trụ để bắt đầu lính bắt đầu bị deny nhanh hơn. Nó sẽ khiến cho cái tốc độ deny lính đến từ cái quê lính này nó bị nhanh hơn so với bình thường. Còn đường trên thì sao, thì cũng làm trắng trượt đến từ vị trí của Caria, không còn năng lượng để đâm quy nữa. Caria cũng hết spell rồi, gãy rồi. Đó sẽ là mạng thứ tư cho các thành viên bên phía team 2. Dora là người được nhiều mạng gục trong tình huống vừa rồi. Đứng dưới 1v1 thì Dep cùng với Kumayushi cũng đã cạ nhau tới cái mức mà hiện tại Dep cũng chỉ còn lại khoảng chừng gần nửa cây máu mà thôi. Một cái đấu cực kỳ sôi động ở đầu trận. Nhưng lợi thế các đường của bên phía team 1 vẫn đang còn tương đối rõ ràng. Javan thì có được một mạng gục và 3 assist nhưng lại farm thua quá nhiều so với Sọp bên phía bên kia. Và chắc chắn sẽ có những sự chênh lệch về mặt kinh nghiệm nữa. Caria vẫn giữ được dịch chuyển và dịch chuyển lên khu vực đường trên với tình huống làm choáng Doran bấm B về trên tầm nhìn. Bụi cỏ có tầm nhìn và không quá khó khăn để Caria có tình huống solo kill cộng với đóng băng ở quê lính vẫn còn đó tới 6 con. Đường dưới cũng đang va chạm liên tục. Liên tục là những tình huống đánh nhau và Java lại ra ngay khu vực đường giữa rồi nội tại không có đến từ Faker. Bây giờ mới có thì đó là một tiếng đẩy EQ hai người. LeBlanc đã đưa ra một tình huống xích trước đó mất rồi. Và không còn hiệu khống chế để giữ chân Faker lại. Bị mất máu rất nhiều. Sọp đang tranh thủ thời gian đối phương di chuyển gank để có thể farm lại. Và tranh farm giữa hai rừng là cực kỳ lớn. Dep thậm chí vừa phải tốc biến để né khỏi một tiếng phi tiêu đến từ Sọp. Sọp cấp độ 5, sắp cấp độ 6. Nếu ăn cua sau lên 6 là sẽ tranh 2 level. Đường giữa Faker có solo kill. Game thì đánh nhau nhiều á. Và đây là một tiếng lên cấp độ 6 đến từ Faker. LeBlanc có Theodos, Faker thì không. Một cú chiêu cuối chúng băng thẳng vào Fear và đẩy EQ dứt điểm. Dễ chưa? Chiêu cuối reset có lẽ sẽ dùng để đẩy lính mà thôi. Đường dưới. Pai bước lên thực hiện một cú móc nhắm đến Dep. Dep mất hồi máu rồi, W trúng. Nhưng Kumayushi hết năng lượng để có thể bớt sát thương thêm và cũng không còn E nữa. Sọp ăn xong cua cấp độ 6, W lên và Dep đi. Lại nhớ đến con Z ngày nào tại LCK rồi, cú móc trượt đến từ Pai nhưng không sao cả. Và làm choáng đến từ Pai mớ mạng, double kill cho Sọp. Với cái đường thắng này thì Sọp xuống đai trụ một cách hết sức dễ dàng. Và Javan thì thua level quá nhiều đường trên, đó là tiếng làm choáng trượt đến từ Caria đâm quy người trở ra. Doran vẫn đang mất máu rất nhiều, đó là tiếng đâm quy và đánh tay với 4 stack của Irelia. Doran vừa phải tốc biến chạy với cấp độ 5. Và bây giờ khi mà quy hồi lại thì có thể đâm quy và đổi mạng dưới trụ nếu như muốn đổi ủ lời một quê lính như thế này. Nhưng quyết định đến từ vị trí của Caria là đánh an toàn, đi về thôi. 9-4 rồi, chênh lệch ngay lập tức đó là khoảng chừng hơn 3.000 tiền sau 7 phút dành cho team Sọp, Faker. Và cảm giác của tôi là đường nào cũng win cả. Bây giờ rừng cũng đã có một cái chênh lệch rất là lớn. Javan đang cố farm để lên 6. Hôm qua nếu bạn nào có xem livestream thì vừa vào là đã có những tình huống gọi là chào hỏi nhau đến từ cả hai bên và Kumayushi, à nhầm, Caria là người chào Sọp với một câu chào cũng là nức lòng fan Sọp một chút, best jungle. Các bạn có thể xem lại livestream đó ở trên livestream của mấy thành viên T1 bên phía Trick nhá. Bên này đang có một tiếng đánh nhau, cú móc đến từ nó tới nó ép tốc biến rồi. Nhưng sau đó thì sao đây, Faker đang xuống, cú móc chuẩn xác chúng đem hết spell rồi. Faker xuống đẩy với EQ, việc nhẹ lương cao. Mạng thứ 10 dành cho các thành viên bên phía team 1. Javan đang tận dụng khoảng trống để ăn cho mình, đó là con sứ giả. Đứng trên thì rớt, à nhầm, đây là Caria chứ không phải là rớt. Caria vẫn đang giữ cho mình một quê lính áp lực.
di chuyển ra cắm mắt, nhưng đây là một tình huống phải đối đầu cùng với ba thành viên đối phương. Kera lại không có chiêu cuối, bắt đầu bị Doran tấn công rồi. Tiếng làm choáng đến từ Kera trượt. Faker tung chiêu cuối chúng ra, Van băng thẳng vào Fear, đẩy EQ Sọp tốc biến lên, và đó là một tiếng Faker hỗ trợ cho Sọp trong việc ăn được con sứ giả. Sau đó thì đó là một tiếng chiêu cuối vào đến từ Sọp. Ngay lập tức đó là hai mạng, một dành cho Sọp, một dành cho vị trí của Keria. Đánh tay dưới trụ liên tục, double kill dành cho Keria, làm choáng lính đánh tay hồi máu lại và đâm quy hồi máu lại. Ui. Ăn một hit từ trụ hơi oan đấy ạ. Lập Lang có được một mạng shutdown cho cái đó, khu đứng dưới 2v2 thì có vẻ Guma không ngại lắm. W lên combo đến từ Ezreal, nó mượt đứng rồi. Chiêu cuối hack tiền đến từ Pai, tốc biến lên móc, nhưng nó là tiếng móc trượt. Ui, Keria đánh kìa các bạn kìa. Đánh tay liên tục, quy trúng đánh tay. W E lên đánh tay. Ủa, nhìn Ezreal đánh thao tác không trượt một thao tác nào cho tiếng vừa rồi. Những đòn đánh tay kết hợp cùng với Q W E nó liên tục chuẩn xác, và Nautilus gãy rồi. Thậm chí đó là mạng bonus tiền dành cho Gumayushi và hỗ trợ tại khu đường dưới nữa. Dead bắt đầu cảm giác như hơi khó thở rồi. Còn đường trên thì Javan ăn sứ giả không nổi. Mất sứ giả còn mất cả mạng nữa. Sọp lên cái gì đấy ạ? Trì phản kích dành cho Z ạ. Xanh quá rồi. Đã có một đồ từ rất sớm. Trước phút thứ 10 mà cái cánh trên này, Irelia thì vô danh, Mid thì băng trượng, rừng thì phản kích, Bot thì lưỡi hái linh hồn. Team đã đánh quá đáng nhỉ. Bên kia chưa ai có đồ cả. Chưa ai có đồ lớn cả. Dev vừa cố gắng đẩy nốt quê lính và ăn một cung ánh sáng khá đau. Trong khi đó Javan đứng làm gì ở đây, ông áp cả. Bị ép ra khỏi khu hang rồng rồi, ăn rồng không nổi. Faker không có chiêu cuối, Sọp cũng vậy. Cú móc trúng vào vị trí của Pai. Pai E chạy dính xích đến từ Lập Lang, mất máu quá nhiều. Tiêu chi kích tốt đến từ Dev. Dev có mạng, Sọp phóng phi tiêu. Một tiếng hoảng sợ tốt đến từ Faker và đẩy băng trượng vào khiến cho vị trí của Fuzukeri gãy ngay lập tức. Đứng trên chúng ta có một tiếng mà shutdown dành cho vị trí của Doran khi mà ồ, đâm quy không chết lính. Đâm quy không chết lính anh em à. Và sau đó là một tình huống bị hạ gục, lại đâm quy không chết nữa rồi. Rất đen dành cho vị trí của Keria khi chỉ còn lại 7 máu đến từ người đá mà thôi. Hơi thiếu sát thương một chút cho tình huống vừa rồi và bị solo kill trở lại bởi Victor của Doran. Sau có chiêu cuối lại rồi này, Faker thì chưa. Faker bị dính combo đến từ Javan, bị chiêu cuối tiếp cận từ Dev. Faker nằm, đó là mạng shutdown dành cho vị trí của Dev. Sọp còn đó chiêu cuối dốn tử thần. Gumayushi đang đứng phía sau để hỗ trợ đam cho Sọp, dốn tử thần vào người của Lập Lăng. Xoay E phóng phi tiêu chúng, có thể giật ngược trở lại và vẫn còn rất khỏe đến từ Sọp. Đổi bóng liên tục và phi tiêu rất đau ạ. Trụ bắn sát thương chưa đủ, Sọp vẫn đang có rút lui. Javan tốc biến đến dứt điểm được Sọp, thủy lôi tầm nhiệt vào. Pai lại có mạng và đó là mạng hack tiền double kill cho Pai. Vẫn đang là một tiếng hack tiền đến từ Pai với cú triple kill quát ra kill rồi. Hơi vội cho tình huống chiêu cuối cùng. Nhưng với ba mạng hack tiền đã là quá nhiều cho tình huống vừa rồi. Guma có 2 assist và 2 túi tiền, Sọp thì có 1. Nếu như đó là cú quát ra kill với 4 mạng hack tiền thì nó sẽ là tối đa lượng tiền hack trong tình huống vừa rồi. 11 phút. 11 phút trôi qua và chênh gần 9.000 tiền, 8.000 mấy rồi ạ. Không biết đánh sao luôn. Giờ Pai cũng khỏe. Tiền hack từ Pai này anh em này hơn 2.000 tiền. Faker đang ôm... Không, Faker đã không ôm nhiều tiền lắm. Guma 2 đồ rồi. 11 phút sách ra 2 đồ. Faker bị tấn công với hàng loạt CC đến từ Lớp Lăng, nhưng phía sau có Sọp. Sọp cộng với Pai đã di chuyển ra để cover. Lớp Lăng không còn gì để chạy cả. Bị làm chậm đến từ phản kích. Sọp phóng phi tiêu trúng cả bóng lẫn người. Và dứt điểm bằng một tiếng đánh tay. Đứng trên, Guma đi bộ lên cover cho vị trí của Keria. Và hất tung đến từ vị trí của Javan cùng ánh sáng. Đó đang tốc biến tại chỗ và lên bảng rồi. Hồi máu đến từ Gumayushi giúp Keria có thể sống sót trong tình huống này. Bộ bot của T1 kể cả là không đi bot chung với nhau, nhưng mà tình huống vừa rồi kết hợp cũng rất tốt. Và lại là hai xác, trong khi đó đường giữa diễn ra một tình huống tấn công dưới trụ, nơi mà Faker đã có lại cho mình đó là kề bóng đen đoạt mệnh. Và Pai cũng như Sọp đã hỗ trợ một lượng sát thương rất lớn thì phải. Pai hỗ trợ một cú móc và Faker là người dứt điểm. Game đấu quá trong vánh với 12 phút và chênh lệch lên tới 11.000 tiền. 12 phút chênh lệch 11.000 tiền anh em à. Thảm sát diễn ra tại Summoner Rift.
Guma 6 mạng, hỗ trợ 4 mạng, sọp 4, Faker 4 và Caria đó là 5. Bên này thì Dev đang ăn cho mình đó là con cóc, bị sọp bắt lại Irelia của Caria phía sau. Dev còn tốc biến, còn chiêu cuối, sọp bị chiêu cuối tiếp cận nhưng đó là một tiếng trừng phạt hồi máu lại từ cóc. Javan combo vào tranh 3 level với sọp, chiêu cuối dốn tử thần vào đến từ sọp, xoay E, đánh tay giật ngược trở ra. Đó là mạng dành cho sọp với dốn tử thần. Trong khi đó thì LeBlanc đang cố gắng gỡ mạng bằng một tiếng biến ảnh qua. Xích trượt bị trả sát thương lại bởi sọp với một tiếng đúc EQ. Ngay lập tức đó là gần nửa cây máu mất đi từ LeBlanc. Thậm chí sọp có đổi bóng vào chơi luôn cho thiếu vừa rồi. 13.000 tiền sau 13 phút. Mỗi phút cứ tranh 1.000 tiền là 15GG thôi anh em. Faker chiều cuối chúng băng thẳng vào Fear. Pai bước lên với tiếng móc. Không cần đến cú móc đấy từ Pai nữa. Sọp vừa có dòng xong thì đứng giữa tin mừng báo về. Khi Faker có cho mình đó một tình huống solo kill được lập lang bên phía bên kia. Chiêu cuối được reset đến từ Faker tung nó lên khu đứng trên. Doran đang cố gắng gỡ trụ. Đứng giữa Gumayushi cùng với hỗ trợ của mình đang tiếp tục tấn công vào trụ 2. Pai thậm chí có một tiếng móc tầm gần, pha combo đến từ Javan dính W đến từ Ezreal rồi bị trả sát thương lại quá đau, đại địa chấn vào. Bị dính chiêu cuối đến từ Pai và gãy luôn. Nautilus đi ra thì lại tốc biến lên dùng chiêu cuối. Pai đang cố gắng che cú móc đến từ Nautilus, móc không được rồi. Đó là thiếu tiếp cận đến từ Pai với một cú chiêu cuối hack thêm tiền vẫn đủ sát thương. Ôi, Pai này xanh quá rồi, ngần lấy máu mà vẫn chiêu cuối dứt điểm được là quá xanh. Trong khi đó thì Caria đang dí đép tốc biến lên. Thôi tha 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 anh em, thì lâu lâu gặp ải anh đánh quá thể thôi. Đép đang cố gắng lạng lách đánh võng cái gì đó. Trong khi đó đường giữa thì Pai lên bảng. Caria dứt điểm được Dev rồi. Đánh không thương tiếc. Không thương tiếc người anh gì cả. Khổ Dev lắm rồi. Đường giữa thì sao đây? Lập lăng dính móc. Lập lăng bớt sát thương rất hay. Cung ánh sáng được giật lại né rất tốt. Sọp đã hạ gục được thành công Victor. Doran bên phía cánh trái rồi. Doran có định đi chuyển ra mid thì bị Sọp bắt lại. Và với dốn tử thần thì lúc này con Z của Sọp có quá nhiều sát thương thì đang cầm thậm chí là 2.500 tiền chưa về nhà mua đồ đây này. Cấp độ 12 đến từ Sọp rồi. Một mình Sọp có phải farm 2 rừng thì phải. Một lượng cấp độ đang vượt trội, đó là 4 cấp độ so với người chơi đi rừng bên phía bên kia. Mười lăm phút sắp trôi qua và chúng ta sắp có lệnh Snapf rồi. Với chênh lệch rất nhiều về tiền. Cái chênh lệch khủng khiếp. Cái chênh lệch tôi chưa từng được chứng kiến. Đây sẽ là tình huống như thế nào đây? Nautilus móc lên, dịch chuyển của học bị phiêng người trở ra, Javan vào quá đơn độc, một mình Javan đứng lại phía sau trước ba người chơi rất xanh bên phía đối phương và gãy ngay lập tức. Dev chiêu cuối vào, bản năng sát thương vào bắn nhưng sát thương không đủ đến từ Dev và sau đó là một tiếng Dev lên bảng. Chúng ta có một tiếng solo kill đường dưới đến từ vị trí Doran. Doran TP bọc đầu một con Irelia 4 stack và còn chiêu cuối không còn tốc biến nhưng 4 stack là quá nhiều. Tình huống E đánh tay làm choáng trượt, đâm Q vào thì không trượt được, đánh tay dứt điểm solo kill dành cho Caria. Chiều cuối đến từ Faker trúng rồi, cung ánh sáng bồi vào, ủi pha kết hợp. Một pha kết hợp rất thế giới đến từ Faker cũng như là Gumayushi. Mạ gục thứ 34 dành cho team Sọp cùng với Faker sau chỉ 15 phút. Với chênh lệch về tiền là khoảng chừng gần 18.000 tiền. Một cái đấu hủy diệt. Ok, check đam cuối game thôi anh em ơi. Ok, lượng sát thương cuối game mình tổng hợp được cho các bạn đây. Một game đấu mà ai cũng gây đam nhiều cả. Guma là người lead đam với 12.000 đam, còn đâu thì team cũng mười mấy nghìn mỗi người. Bên phía bên kia Dev rất nỗ lực rồi nhưng mà một game đấu nó quá khó đi. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video clip và đừng quên để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ cho channel Văn Tùng nha. Hy vọng là sắp tới sau khi reset rank thì chúng ta vẫn sẽ có những game đấu hay để có thể tiếp tục theo dõi tại rank Hàn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.